Này Tu Bồ Đề, Như Lai thật có chứng đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác chăng? Như Lai có nói pháp chăng? Như con hiểu qua nghĩa Phật nói, không có pháp nhất định tên là vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng không có pháp nhất định Như Lai có thể nói. Vì cớ sao vậy? Vì pháp Như Lai không có tướng để chấp, không thể nói. Chẳng phải pháp, chẳng phải phi pháp. Vì cớ sao vậy? Vì tất cả bậc hiền thánh khi nhập vào cảnh giới Niết Bàn, bất sanh bất diệt, trên mọi mặt đều không có phân biệt. Này Tu Bồ Đề, nếu có người dùng của báo đầy cả tam thiên đại thiên thế giới để bố thí, người ấy được phước đức nhiều chăng? Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Vì cớ sao vậy? Vì phước đức ấy khi chuyển thành công đức Bồ Đề viên mãn thì vô lượng vô biên, chẳng thể tính kể được. Thế nên Như Lai mới nói rằng công đức rất nhiều. Nếu như có người nghe được pháp yếu này, tin sâu không nghi ngờ, tiếp nhận và y theo những chuẩn mực ấy để tu tập trong cuộc sống cho đến truyền bá rộng rãi giáo nghĩa trong kinh, thì sẽ được phước đức thù thắng siêu diệt hơn vô vàn lần so với phước đức dùng của báo đầy cõi tam thiên đại thiên thế giới để bố thí. Vì cớ sao vậy? Tu Bồ Đề, mười phương ba đời tất cả chư Phật chứng được quả vô thường chánh đẳng chánh giác đều dựa trên pháp nghĩa này mà được thành tựu. Tu Bồ Đề, cái gọi là Phật pháp ắt phải khế hợp với căn cơ mới được đắc lực. Nếu không khế cơ, vậy thì Phật pháp đó chẳng được gọi là Phật pháp. Tu Bồ Đề, người chứng được thánh quả Tu Đà Hoàn, còn bảy lần sanh đi sanh lại trong cõi trời người, rồi mới được thoát khỏi tam giới, không còn luân hồi. Những người ấy có khởi nghĩ thế này, ta được sơ quả Tu Đà Hoàn chăng? Không vậy đâu. Bạch Thế Tôn, vì cớ sao vậy? Tu Đà Hoàn là nhập lưu mà không có chỗ nhập. Chẳng nhập sắc thân, âm thanh, khí vị, mùi vị, tiếp xúc và ý niệm cùng bất kỳ cảnh giới ngoài tâm nào nữa. Thế nên mới được gọi là quả vị Tu Đà Hoàn. Tu Bồ Đề, Tư Đà Hạt hay khởi nghĩ thế này, ta được quả Tư Đà Hạt chăng? Bạch Thế Tôn, không vậy đâu. Vì cớ sao vậy? Vì người chứng đắc quả Tư Đà Hạt sau khi một lần sanh lại cõi trời người thì sẽ được thoát ra ba cõi. Như vậy mà nói, theo tướng của pháp thì vốn không thật có,
cái quay lại cõi trời người. Cho nên những người này mới đắc được thánh quả, ấy gọi là Tư Đà Hàm. Tu Bồ Đề. A Na Hàm, hay khởi nghĩ thế này: ta được quả A Na Hàm chăng? Bạch Thế Tôn: không vậy đâu. Vì cớ sao vậy? Người chứng quả A Na Hàm không còn sanh lại nhân gian, mà sau khi hết thọ mạng ở cõi trời sắc giới thì sẽ được xuất ly tam giới, không còn luân hồi, cũng không còn trụ nơi chỗ bổn lai và nhất lai. Thế nên mới được gọi là A Na Hàm. Tu Bồ Đề, những người chứng được quả A La Hán đã thoát ly tam giới, không còn luân hồi, có hay khởi nghĩ thế này: ta được đạo A La Hán chăng? Bạch Thế Tôn: không vậy đâu. Vì cớ sao vậy? Thật không có pháp nào tên là A La Hán để có thể chứng đắc. Vì sao vậy? Vì nếu A La Hán khởi nghĩ ta được đạo quả A La Hán, tức là còn chấp tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh và tướng thọ giả, Đức Phật đã nói: do con bất luận như thế nào cũng không tranh luận cùng bất kỳ ai, là bậc đệ nhất trong số người tu hành, là bậc đại A-la-hán, ly dục đệ nhất, mà con không khởi nghĩ như vậy. Bạch Thế Tôn: nếu con có khởi nghĩ như vậy, Thế Tôn ắt chẳng nói con là người ưa thích hạnh A-la-nhã. Chính vì con không có hạnh gì đó, cho nên Thế Tôn mới nói con là người ưa hạnh A La Nhã. Tu Bồ Đề, Như Lai thủ xưa ở chỗ Đức Phật nhiên đắc, đối với pháp có sở đắc chăng? Bạch Đức Thế Tôn: không đâu. Như Lai ở nơi Đức Phật nhiên đăng, đối với pháp không có sở đắc. Tu Bồ Đề, Bồ Tát có trang nghiêm cõi Phật chăng? Bạch Thế Tôn: không vậy đâu. Vì cớ sao vậy? Cái gọi là trang nghiêm cõi Phật, tức là không phải trang nghiêm cõi Phật, thì mới được gọi là trang nghiêm cõi Phật. Thế nên Tu Bồ Đề, các Bồ Tát lớn đã phát nguyện trên cầu làm Phật, giữa giáo hóa chúng sanh, nên như thế mà sanh tâm thanh tịnh, không nên trụ nơi sắc sanh tâm, không nên trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, nên không có chỗ trụ mà sanh tâm kia. Tu Bồ Đề, ví như có người thân to như núi Tu Di, vậy thân ấy có tính là lớn chăng?
rất lớn, bạch Thế Tôn. Vì cớ sao vậy? Cái mà Phật nói là thân lớn, ý nói cái lớn không có ranh giới, không có hình tướng, mới thật gọi là thân lớn. Nam mô A Di Đà Phật.